Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh đã điện đàm với Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Singapore Vivian Balakrishnan nhằm trao đổi về quan hệ song phương và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm. Hai bộ trưởng thảo luận các biện pháp đẩy mạnh giao thương, thúc đẩy phục hồi kinh tế sau đại dịch, mở cửa và tạo thuận lợi cho đi lại, kế hoạch tiêm chủng vaccine và khả năng áp dụng hộ chiếu vaccine. Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh đề nghị hai bên tiếp tục thúc đẩy hợp tác trao đổi đoàn cấp cao và các cấp vào thời điểm phù hợp, mong muốn Singapore hợp tác và hỗ trợ Việt Nam tiếp cận nguồn vaccine an toàn, hiệu quả. Hai bên cũng trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm, trong đó có vấn đề Myanmar. Cùng chia sẻ mong muốn tình hình Myanmar sớm ổn định vì hòa bình và hợp tác ở khu vực, đóng góp cho hợp tác cũng như vai trò và uy tín của ASEAN, nhất trí cùng tiếp tục tham gia vào các nỗ lực chung của ASEAN, đóng góp vào việc tìm giải pháp cho vấn đề Myanmar.